A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 7, tiết Trung Nguyên. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị clip mà chúng tôi quay về sư cụ Thích Minh Thông. Ông kể về về thân phụ của mình, tức nhiên là cụ Tâm Thủy mà tôi gọi bằng ông nội đấy. Hôm nay ngày 13 tháng 7. Vì biết ngày hôm nay là ngày vía Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Câu chuyện của cụ kể thì nó không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi là từ nhỏ tới lên là tôi nghe cụ kể mãi. Quý vị biết rằng là coi như vì ông nội tôi là xây cái chùa, cái niệm Phật, bây giờ gọi là niệm Phật Đường Thi Ông đó, từ năm 56. Nên Hòa Thượng Chánh Trực á, là người lãnh đạo cái giáo hội. Những người nào mà lãnh đạo khuôn hội trưởng cái niệm Phật đường á, thì Hòa Thượng Thiện Trực á, là phải đi đi thăm, đi viếng, đi điếu. Hơn nữa là có như ông thân của tôi thì ở trên Sắc Tử, ông thân của tôi thường hay lên chùa đấy. Nên là sợ nhất là có như cả thầy tôi, cả Hòa Thượng Ân Cần và Hòa Thượng Chánh Trực không về được. Nhưng ông nội tôi là biết trước giờ chết. Quý vị biết là người rất nhiều người tu theo niệm Phật là người ta nói là có như dự trí thời chí, là biết trước giờ chết. Thì ông nói một tuần nữa, ngày 13 là bố đi. Ông nhà tôi nói không được, phải qua rằm. Qua rằm mới có các thầy về, nhưng mà ông đi trong rằm là các thầy là trong rằm là bận lắm, bận tổ chức rằm nên thể về được. Ông nói không, 13 bố đi. Quý vị thì chính là ngày này. Và hôm qua là ngày giỗ. Ngày này là ngày chánh hủy, hôm qua là ngày tiến thường. Và là dỗ câu chuyện, nhưng mà bên cạnh câu chuyện mà ông nội tôi mất, lúc đó ông mất thì mọi người lên tìm tôi ở trên tổ đình Sắc Tử. Thì về, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến người mất. Tôi thấy về thì mọi người dẫn tôi vào và thấy đầy mặt ông được úp một cái tấm giấy trắng, giấy đỏ. Mọi người dỡ cho tôi nhìn, lần đầu tiên tôi thấy người chết. Thì có cái câu chuyện á, có một cái câu chuyện mà quý vị là từ nghe đích thân của Thích Minh Thông kể, nhưng rõ là sao là khi ông sắp mất, ông nói tôi những ngày tháng sắp mất thì ông bị mù hai mắt, tất nhiên bây giờ gọi là đục thủy tinh thể đó, ngày xưa không 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 mổ được. Thì ông cứ kêu là hồ quý. Thì ông già tôi ông này chắc là ngày xưa trong chiến tranh chắc là có giết nhầm ai hay là cái gì oan gia trại chủ, thì ông lập phát nguyện vì cha mà lập một cái bàn rồi kêu cầu và tụng cái bộ kinh Thủy Sám. Thì sau khi tụng kinh bộ Thủy Sám thì ông gặp một cái giấc mơ mà quý vị thấy đó, thấy có nghĩa là có một người đưa đi xa lắm. Sao không kể thời gian nữa, và ông đến một cái chỗ mà để lục tên. Quý vị thấy lục tên, ông thấy nhiều quá làm sao mà tìm tên được, nhưng mà tự nhiên tìm cái ra tên ông nội thôi. Thì ông nói là đấy, thì quý vị sẽ nghe cái câu chuyện. Tôi nói là trong một đời nhá, chỉ cần mình trong một đời mà chỉ cần mình quan sát thôi. Tôi hay nói là trong một đời khoảng 30 tuổi thôi mà sống, mà mình hãy quan sát thôi, đọc và học, và nhất là nghe từ người lớn và quan sát, thì chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm. Chứ không phải như chúng tôi đến những cái đám mà tôi có Covid đó. 80 tuổi mà xuất hiện trong những cái đám tang mà họ hoàn toàn không biết gì. Thì thường đáng rất đáng trách. Những điều cần phải học cao, học rộng, cần phải hiểu rộng, thông minh, trí tuệ. Chỉ cần chúng ta quan sát rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta nghe và chúng ta chứng kiến trong một đời người ngắn thôi. 30-40 tuổi là chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Thì tôi thấy như ông nội tôi đó, câu chuyện và ông biết, thứ nhất là ông biết trực chân, và nhất là có cái tôi gọi là đồng hàng với bà là Mụ Đằng, bây giờ là bố của ông Sĩ, mở đầu Thuần Nhân này. Ông rất thân vì nhà này, ông hay đến, cũng bà con đó. Thì bà đến bà bảo mặc áo, vì bà nói thôi chú mặc áo vào cho cậu. Thì ông nhà tôi nói thì đã mặc áo là áo của vịt áo mà khi ta may sẵn để sẵn là khi nào chết thì mặc đó. Tức nó đã chết đâu mặc, nó nghe tôi đi, mặc vào đi. Để quý vị về mặc xong ống bên này thì cái chân bên này chết, mặc xong ống bên này thì chân bên này chết. Thì đến khi mà mặc áo xong thì mặc áo thì mặc tay, luôn tay bên này xong cái tay này chết, luôn tay này xong chết, bóng nằm đơ rồi mà đi. Tức nhiên là một tôi nghe cái điều này, chúng tôi lớn lên á,
từ 10 tuổi là nghe hơn 10 tuổi, khoảng mười mấy tuổi, sau khi ông nói mất là đã nghe kể, kể cả suốt cả cuộc đời rồi. Hôm nay nhân tuyền rằm tháng 7, chúng tôi là về là dỗ ông nội tại Am Thủy Ứng. Chúng tôi muốn coi lại cái câu chuyện đó. Thì ông cụ bây giờ là đã, cụ Thích Minh Thông sẽ kể cho quý vị nghe, thì cụ bây giờ đã 88 tuổi rồi. Nên cụ kể không còn rõ này, nhưng có nhiều nhiều điều này. Nó nhiều điều rất là lạ, mà nhất là cả cái chuyện quy y. Ngày xưa tôi hay nói đó, quý vị cứ quy y đi, không ai bắt quý vị quy y rồi là phải tôn thờ một thầy, phải theo thầy, nỗ lực cũng cho thầy gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin thì tại sao chúng ta không dám khẳng định đức tin của mình? Chúng ta có niềm tin vào Đức Phật, tại sao chúng ta không một lần thì quỳ xuống dưới Đức Phật, trước Đức Phật để nói rằng là con là người đệ tử của Phật, con nguyện đi theo cái con đường lành mà ngài. Chúng ta đang nguyện đi, nhưng mà chúng ta đi là chúng ta tự thành thánh nhân liền. Chúng tôi hay nói với tôi đó, tôi mà thành thánh nhân tôi ngồi đến bàn thờ rồi, tôi là con người phàm tục, biết chọn cái con đường của Phật, biết đi theo con đường của Phật, biết nỗ lực để hướng cuộc đời mình theo cái hướng tốt nhất có thể, thế thôi. Tu là như vậy, giác ngộ giải thoát là cái chuyện ngay, chuyện này chuyện của cá nhân, chuyện thể nói được tùy về. Nên mà tôi hay nói là quy y, có nhiều người nó sẽ sợ ngài quy y, nó cứ quy y. Đấy, còn nói sợ quy y là giữ năm giới thì nó cứ giữ, giữ phàm sao sao đâu, không sao cả. Nhưng mà để qua cái câu chuyện của ông thân sinh tôi, ông kể về ông nội tôi, nên là từ xưa là bây giờ thì chúng tôi đi vào sâu vào nghiên cứu, chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với mọi người và khuyến hóa mọi người quy y. Nhưng ngày xưa mà sống bình thường, thường đi lại quan hệ tiếp xúc với Phật tử và đi cúng bái, còn gần chục năm này trở lại thì tôi cũng không không gần như không cúng bái, một năm chỉ một hai nhà quá thân thì nhờ thì cúng đấy, còn gần như không cúng bái và gần như cũng rất ít thời gian để giao thiệp, để quan hệ, để dành cho thời gian để nghiên cứu. Chúng ta thì quan hệ và giao thiệp trong vấn đề trao đổi tư liệu, đi tìm kiếm tư liệu. Giống như rằm là chúng tôi phải ra này, để sáng 16 chúng tôi phải đi tìm, đi chụp cái tư liệu của cái chùa keo Hành Thiền mà 15 năm rồi, từ 2017 đến nay đeo đuổi đó, bây giờ tìm mộ mài cách đó, quan hệ từ huyền đủ mà cách, kể cả đem cái bộ lịch sử của thiền sư Lê Minh Thát về tặng quý vị xem trên cái clip thì vừa rồi mùng 8 chúng tôi lại ở chùa Quýt đó. Thì chúng tôi về gặp đó, bắt đầu mà nói Phật tử xin một cái lễ ở đó cầu nguyện đã mà cụ hoan hỷ, bây giờ chúng tôi về chụp. Thì hôm nay là nhân cái ngày giỗ ông nội của chúng tôi, cụ sinh năm 1896, mất năm 1981. Đấy. Cụ thọ 86 tuổi. Và đặc biệt là cụ là dự trí thời chí, biết trước giờ chết. Và biết trước giờ chết là ngày 13, là ngày này là vía Bồ Tát Thế Chí. Và quê tôi thì mất ngày 13 thì giỗ ngày 12, gọi là giỗ ngày sống. Và thân sinh của tôi sẽ kể về ông nội, về một cái câu chuyện mà tôi mời được quý vị nghe. Đây là những câu chuyện cụ định kể, cả cái chuyện có dịp chúng tôi sẽ quay cái câu chuyện mà cụ kể về thân sinh đó, bà mẹ đấy, lúc đó là sinh tôi ở Nha Trang đấy, để cụ kể những câu chuyện rất khó tin, những người trong cuộc. Và thực ra chúng ta tin không tin này là chúng ta phải chiêm nghiệm sâu sắc, chứ không phải chỉ nghe bằng hai lỗ tai rồi mà như cái tai này qua tai kia thì mình nói tin với không tin được, không phải. Mà chúng ta nghe và chúng ta thẩm thấu bằng chính cái hiểu biết của chúng ta, thẩm thấu bằng chính sự quan sát của chúng ta trên nhiều người, trên nhiều đối tượng, cái đó mình nói tin hay không tin. Thì hôm nay chúng ta muốn cuốn hiến một câu chuyện nhân ngày giỗ ông nội của tôi. Ông sinh năm 1896. Này thân và mất năm 1981, tầm 86 tuổi. Hôm nay là ngày giỗ. Giới thiệu với quý vị cái clip mà của cụ Minh Thông, năm nay là 88 tuổi, kể về chuyện của bố mình, tức là ông nội chúng tôi. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 13 tháng 7, tiết Trung Nguyên. Quan niệm xưa là Trung Nguyên địa thuộc về địa quan. Thượng Nguyên là thiên quan, Trung Nguyên là địa quan. Hạ Nguyên rằm tháng 10 là coi như thủy quan. Trung Nguyên xả tội, hôm nay là ngày 13, ngày này là năm 1982.
Ông rồi chúng tôi là mất. Hôm nay là ngày giỗ, là ngày 13 thì mất ngày 13 thì tục Quảng Trị là giỗ ngày 12. Thì 13. Hôm nay muốn chia sẻ với quý vị là cái câu chuyện về ông nội tôi. Đấy, thì sư cụ Thích Minh Thông là con. Đấy. Ông chia sẻ về cái chuyện mà khi ông sắp mất đó, để tụng cái kinh Thủy Sám, và ông bảo là ta là mất phải, ông nói trước một tuần là mất ngày 10 là 10 13 là 13 là 13 là đi đấy. Thì ông kể chia sẻ cho mọi người để biết những câu chuyện trong đời sống. Nói đi, ông cứ hai họ đi. Xin trình bày về vấn đề ông thân sinh mất thời gian đâu và đến ngày mất tại thôn Thi Ông, xã Hải Vịnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đây là cũng gọi là tóm tắt sơ lược để nói thêm một vài cái xa xa nữa để cho quý vị đặt niềm tin. Cái gì tôi nói là hoàn toàn tuyệt đối y như vậy. Kể từ khi ông bắt đầu đau mà đến ngày là nhắm mắt có gì là vĩnh viễn, sơ được một vài nét chính của tôi để ghi nhớ về ông thân phụ. Ông là Võ Đình Ứng, tức là Nghị. Võ Đình Ứng, tức là Nghị. Thời gian Pháp qua, tất cả mọi người trong gia đình, năm anh em là phải đi lính Pháp hai người. Mà đó là phân định và bắt buộc dân chúng như vậy. Một gia đình mà có năm anh em trai là phải hai người đi lính Pháp. Lính Pháp bắt đi thế. Đó là cái luật của triều đình Pháp nó ra cho Việt Nam. Việt Nam ra sức là dính như vậy. Thì trong nhà tôi là có, kể cả ông thân tôi là thứ tư, là năm anh em ruột thịt của ông á, là có hai người đi. Ông già tôi với ông chú ruột hai người đi Pháp, Pháp bắt đi. Thì ông có được, ông có trình độ văn học, cho nên đưa ông vào triều đình Huế là đi theo Bảo Đại, vua Bảo Đại á, vua Bảo Đại đang nhỏ, nhưng mà lấy nhỏ nhưng mà cũng kế vị ngôi vua, nhưng mà đang nhỏ. Thì ông phục vụ cho trong triều đình Huế. Ông rất thông thạo tiếng Pháp. Rồi sau một thời gian, ông và mạn lính đi về hưu trí, gọi là được Pháp cấp một sổ libre, lãnh lương của Pháp, về tại thôn Thi Ông, xã Hải Vịnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sinh sống. Rồi gia đình chúng tôi là có 6 anh em, 4 trai, 2 gái. Người chưa lấy chồng, người lấy chồng rồi, kẻ lấy vợ, chưa lấy vợ. Thì đều đi làm ăn, quanh quẩn, không xa, không gần. Nhưng mà cho đến ngày đau, ông thật sự đau là 2 giờ chiều, ngày mùng 2 tháng giêng. Ông đau đúng là 2 giờ chiều, ngày mùng 2 tháng giêng, tức như là mới mùng 2 Tết, ông bị đau. Ông đau là đau bụng, đi cầu. Thì từ đó
Tôi bắt đầu theo dõi. Thì cái giai đoạn là lệ thuộc ngoài đội đoàn xã hội, nhưng mà tôi cũng tranh thủ, cũng gia công, cũng bỏ hết tất cả hết ở nhà để nuôi ông thân. Bắt đầu đâu là ngày mùng 2 tháng giêng năm tháng giêng tức là mới mùng 2 Tết. Rồi thì ngày qua tháng lại, có một hôm ông nằm ngủ trên giường, tôi nằm cái giường khác nhưng mà kệ một bên để theo dõi ông á. Thì tự nhiên bắt đầu một đêm ông gọi là hồ quỷ chờ tao với, chờ tao với hồ quỷ. Ông gọi tên hồ quỷ rất nhiều lần và bảo chờ tao với, tao là chờ tôi với đó, chờ tao với hồ quỷ, hồ quỷ chờ tao với, tao là chữ tê ao, tao tưng là tôi, chờ tôi với, nhưng mà ông là chữ chờ tao với. Ông gọi rất nhiều lần nữa thì tôi vẫn theo dõi. À, thì đến khuya ông ngủ. Rồi hôm thứ hai ông ngủ đến khuya, ông cũng gọi là hồ quỷ, hồ quỷ, hồ quỷ chờ tao với, chờ tao với. Rồi thì đến khuya ông ngủ, ông ngủ rồi đến đêm thứ ba, tôi theo dõi đến đêm thứ ba. Đêm thứ ba là ông cũng là hồ quỷ, hồ quỷ, hồ quỷ chờ tao với, chờ tao với, tất nhiên là chờ ông với á. À thì ba đêm, thì tất nhiên là ba đêm. Rồi tất nhiên là cái sáng ngày thứ ba tôi bảo trong nhà đi chợ mua cho được một nải chuối trùng bông, à với hương đèn về. Tôi đặt một cái bàn sạt ngay trên đầu ngủ của ông á. Thì tôi thắp ba cây nhang ra đứng giữa trời. Tôi khấn vái như thế này: kính lạy chư Phật, kính lạy mười phương chư Phật, kính lạy chư Long Thần Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp chư Tôn, Liệt Tổ Liệt Tông Già Lam Chân Thế, khắp trong càn khôn vũ trụ, kính lạy các âm linh, anh linh hiện hết, các vị quá cố bỏ thân nơi sa mạc chiến trường vì thời gian đi linh pháp, vậy sống qua chiến trường tu tội nhiều khi ông á là bắn nhầm, nhiều khi là bất đắc dĩ phải bắn, nhiều khi phải làm tất cả hết mọi công việc đó. Và tôi đặt nghi vấn rằng hồ quỷ là một phàm nhân mà pháp bắt được, mà hình như giao cho ông á cai quản hay làm sao đó không biết, nhưng mà ông hồ quỷ lại bỏ chạy thì ông á là buộc lòng là phải nổ súng đó. Thì hồ quỷ chết, nay ông gần chết thì hồ quỷ về đòi lại xác ngày xưa đó. Tôi xin nói rõ cho quý vị biết là tôi khẩn vái như vậy, thì tôi trình bày như vậy: chư Phật, chư Pháp, Long Thần, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiên Long, âm linh quá cố hiện tại vì lai, đã quá cố rồi, trong thời gian ông đi lính thì tôi mới sinh, chưa biết như thế nào, nhưng bây giờ phần làm con tôi phải trả hiếu. Mà may mắn
được một cái là tôi theo giáo lý Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo giáo lý chánh lý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải mê tín, không phải gì đó, làm đúng với chánh pháp. Thì tôi xin, nếu quả thiệt ông thân tôi mà có liên hệ đến ông Hồ Quý, đó là tên ông thân tôi gọi, thì tôi xin trì tụng một bộ thủy sám để cho ông lấy nước từ bi tam muội để rửa sạch nghiệp xưa, trả lại sự bình đẳng cho ông á, để ông á là ra đi một cách an toàn. À, thế là tôi đặt ngay trên đầu. Thế là tôi đặt cái bàn nảy chuối, hương hoa, quả ván ngay trên đầu ông á, để ông á trợ mình khỏi va chạm. Tôi trì tụng bộ thị sám. Ba lần như vậy, đọc bộ thị sám ba lần như vậy, tôi hồi hướng. Thì trời vào khoảng là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng, mới 2 giờ sáng. Thì tôi trì hết bộ kinh thủy sám. Thì tôi bắt đầu nằm ngủ. Đây là tôi nói hoàn toàn một sự thật. Và để vô ai có tương tự như vậy để biết. Đó. Không thêm không bớt, nói hoàn toàn sự thật. Về trong kinh điển thì lúc đó 2 giờ sáng thì tôi là mỏi mắt muốn ngủ quá đây rồi, thì tôi nằm sát một bên ông ấy, nhưng mà giường riêng tôi ngủ. Thì tôi nằm xuống 2 giờ sáng, tôi nằm xuống, tôi nhắm mắt thì ngủ lúc nào không ai. Thì tôi thấy một ông già đi tới, râu bạc phơ, râu xuống ngang đồ rốn, cao to, bận bộ áo quần trắng, đi vô gặp tôi, nói với tôi rằng hai ông con đi theo tôi. Thì tôi nói quá, ông thân tôi đang đau nặng không thể đi được. Thì ông nói đi, phải đi. À, thì tự nhiên tôi dắt ông thân tôi đi. Cứ đi đi, cứ đi một hồi nữa thì ông nói lên tàu. Thì tôi nói quá, ông thân tôi đau mà lên tàu làm gì. Ông nói cứ lên. Thì tôi cũng chẳng thấy tàu, chẳng thấy chiếc tàu nào hết, mà thấy hắn đông quá, rồng quá thì không biết. Thì tôi cứ bước lên. Thì ông nói hai ông con ngồi chỗ đó yên trí. Thì một lát sau ông nói xuống tàu. Thì tôi vì giá con già tôi xuống tàu. Xuống tàu thì qua bên kia, ông bảo ông già tóc bạc đó, ông anh em đi á, ông bảo rằng ông để ông già đây, lứa con chú đi đến đâu chỗ văn phòng á để coi có tên ông nhập chưa. Thì tôi đi cờ vài bao bước thì đến nơi á, có một cái văn phòng. Thì tôi hỏi ông già tôi đã được nhập chưa. Thì cái người văn phòng nói đi, chú xem nơi kỳ bản có tên ông nhập chưa. Thì tôi xem kỳ bản đó, ô dầu, thì không thể tả được. Hắn kỳ bản đó mà tên là từ dưới đất mà lên thấu trời, mà bề ngang á, thì hắn không có thể đếm được. Nhưng mà coi đâu là biết đó, coi đâu là rõ ràng đó. Hắn chữ giống như trước mặt tay thôi, nhưng mà hắn rồng quá, cái bạn mà viết chữ hắn rồng quá rồng ấy. Hắn có thể nói được là tôi từ ngôi Quảng Trị, nhưng mà cái bạn đó hắn thiệu ra thấu Hà Nội, cái đuôi hắn vô thấu Sài Gòn, cái đầu hắn lên trên trời, mà
cây bê dưới hắn xuống dưới đất, hắn xa lắm, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà coi qua thì biết liền, coi thì hắn chạy chạy như chạy nhanh lắm, thì mình thấy được liền. Thì tôi thấy là tay nó không có, thì tôi đi về lại nơi cái chỗ ông già tôi về cái ông đem đi á, là nghỉ. Thì ông nói đi qua bên cái chỗ ghi tên á, có không? Nó qua cái chỗ, qua văn phòng cái chỗ ghi tên. Thì tôi đi qua cái chỗ ghi tên, thì thấy trên đó ghi tên á, ai quy y á, là có ghi đó. Qua thấy cái chỗ là ai đã quy y thì có tên nằm đó. Thì tôi coi cũng hành cũng rồng như vậy, ở trên thấu trời, dưới thấu đất, trong ra thấu Hà Nội, vô thấu Sài Gòn. Nhưng mà đọc qua cái hiệu liền, một tích tắc cái đọc là hiệu xong liền. Thì tôi thấy có ghi tên ông là Võ Đình Ứng, tức là nghị à, pháp danh là pháp danh, tên, tuổi, ngày sinh, ngày đẻ đàng hoàng à, có ghi tên ông. Thì tôi về lại nơi cái chỗ mà ông già dẫn đem đi. Ông hỏi tôi có tên không? Tôi nói bên này á, có ghi tên ông á, quy y. Thì cái ông văn phòng á, ông á trả lời lại với tôi á, ai đã quy y rồi thì tự do qua lại. Còn mà nhập và chết mà nhập á, là chưa được nhập thì về lại. Thì tôi trả lời với người văn phòng rằng, ở xa xuôi mà qua đây mà không nhập mà về lại là khó khăn biết bao nhiêu kể. Thì cái người văn phòng họ trả lời với tôi rằng không, ai đã có tên ghi, ai đã ghi tên quy y thì được tự do qua lại, còn mà khi chết mới được nhập, gọi là nhập. Thế nên cái chỗ nhập là không có đó. Thì tôi trả lời lại rằng làm như vậy á là tốn công tốn của quá rất đi. Đi qua cái biển nó xa xôi mà phải qua lại được mà không nhập mà về lại thì khó khăn. Họ nói không khó khăn gì hết, ai mà đã ghi tên rồi thì được quyền qua lại, mà khi mà chết rồi mình gọi là được nhập thì ở lại luôn, không được về. Đó, đó là tên đàng như vậy. Thì trên đường đi xuống tàu để về lại quê, thì cái ông mà dẫn tôi với ông già đi á, ông hỏi tôi là chú có nhớ ngày tháng năm mình lên tàu để đi không? Thì tôi nói đi, thì tôi trả lời ông, tôi vừa cười vừa trả lời ông. Tôi nói à, thưa ông nói tôi là con đít à, tôi tuổi gì lớn rồi, chắc mới đi bữa mai đây mà chiều về ngày này là ngày 13 à, cỡ 2 giờ ngày 13. Thế là ông tưởng tôi nhớ thì mới đi bữa mai, là ngày này là ngày 13 mà đi bữa mai thì chứ mới 2 giờ chiều đã về rồi. Thì tôi trả lời với ông nói cười, ông cười kha 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 một trôi như vậy. Thì tự nhiên ông bay lên con trời, là còn tôi rớt xuống dưới nhà. Thế đó là điểm chiêm bao rõ ràng. Thì đúng là 2 giờ chiều ngày 13 là ông tắt hơi thở cuối cùng. Nhưng mà trước khi tắt hơi thở cuối cùng á, không phải đơn giản. Có một người chị, con ông bác lấy chồng cách khoảng 2 cây số, hay tin ông có đau về thăm. Chị đó là Võ Thị Đằng. Võ Thị Đằng lấy chồng làng Thuận Nhơn, trung xã. Thì chị tới thăm. Chị tới thăm tôi. Tôi nói chào chị tới thăm. Chị nói à, tôi tới thăm đây nhưng mà có một việc nữa đề nghị với cậu. Chị kêu tôi cậu, tôi kêu chị bằng chị. Chị nói đi mang áo quần vô cho chú đi à. Cái bà chị đó là kêu bằng chú. Thì tôi nói đi, ông đã nhắm mắt đâu mà mang áo quần à, mang áo quần mà đấy mà rằn rí ngồi sợi ớt lắm.
À, đêm năm giật mình thì chị nói cầu cứ mang đi. Tôi đi nhiều nơi rồi, thì tôi nói ai mà ảo quân á, là người đó á, là nhắm mắt. Thì chị nói đi, cầu sợ ảo quân dơ bệnh không ai giặt, thì tôi tự giặt cho. Thì tôi nghe chị nói chắc chắn có ai, thì tôi chị vừa bởi tới đến ông già, vừa nói ông xê lưng ngồi dậy, giang tay lên, để con cháu mang cái ảo vô cho ông. Thì ông giang tay, ông này giang tay trái lên, thì ông giang tay trái để luôn cái tay ảo trái, giang tay phải thì ông luôn tay phải, đỡ cái lưng lên, thì ông dẫm cái lưng lên để luôn cái ảo qua lưng. Rồi thì hai bàn tay, hai nàng tay và hai bàn chân tự nhiên chết mất, mà cái miệng vẫn còn. Thì đến ôi dồi, tôi khi nữa tôi cúa đi, tôi cũng biết đi. Thì vừa tròn cái quần qua qua cái chân, thì chị nói rằng chú dựng cái chân trái lên. Thì ông vừa dựng cái chân trái lên, thì lòn cái quần qua cái chân trái xong, thì ông thẳng cái chân trái, thì chân trái là chết luôn. Thì tôi rồi tôi của tôi bỏ tôi chạy, tôi chạy ra tôi kêu ông chủ ở một bên. Tôi nói mau, ông đã bỏ đến Kha. Tôi nói ôi chú Kha, ông chết rồi, mau đi, mau đi, mau đi. Thì ông Kha ông vẫn chuyện nhà ông chạy qua. Chạy qua thì đang còn mang cái chân chân phải. Thì ông dợ chân phải lên để luôn quần vô. Thì ông dợ chân phải luôn quần vô xong xuôi. Ông thẳng tay, ông nhắm mắt. Đó là sự việc như vậy. Đó là kệ giấc kiếp. Giấc sự thật là như vậy. Nó đây quý vị, tôi thì có nhiều câu chuyện lắm. Câu chuyện tôi ngày vô, ngày